Giải vô địch bóng đá nữ thế giới diễn ra 4 năm một lần, bắt đầu từ năm 1991 và năm nay là mùa giải thứ 9. Điều đặc biệt tại giải đấu lần này là lá thăm may rủi đã tạo nên một bảng đấu độc nhất vô nhị bảng E. Bảng này quy tụ cả đương kim vô địch Hoa Kỳ lẫn đương kim Á quân Hà Lan cùng hai tân binh Việt Nam và Bồ Đào Nha. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào chiều tối ngày 27 tháng 7 sẽ là trận đấu độc nhất vô nhị trong tất cả các kỳ cúp bóng đá nữ thế giới từ trước đến nay. Cuộc so tài của hai tân binh bắt đầu từ 14:30 ngày 27 tháng 7 giờ Việt Nam, 19:30 giờ New Zealand trên sân vận động Waikato TP Hamilton. Cả hai đội đã thua trận ra quân, Việt Nam thua Hoa Kỳ 0-3, Bồ Đào Nha thua Hà Lan 0-1 nên cuộc đối đầu này vô cùng quan trọng. Kết quả hòa sẽ tiếp tục hy vọng, trong khi đội nào thua sẽ phải sớm dừng cuộc chơi. Trước trận đấu quan trọng này, sáng ngày 26 tháng 7, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tới Hamilton để ổn định chỗ ăn ở và buổi chiều đã ra sân tập luyện và làm quen với sân vận động Waikato. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá rằng Bồ Đào Nha có thực lực cao hơn đội Việt Nam cả về trình độ lẫn thể hình và sức mạnh. Tuy vậy, ông cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội phản công nhanh như đã luyện tập. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển nữ Bồ Đào Nha Francisco Neto dự đoán rằng đội Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công. Ông đánh giá Việt Nam là một đội bóng được tổ chức tốt và sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù mới lần đầu tiên tham dự cúp bóng đá nữ thế giới, tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm và sự chuẩn bị chu đáo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những phương án chiến thuật sáng giá để đối phó với một đối thủ mạnh. Cầu thủ nữ Việt Nam, dẫn đầu bởi đội trưởng Huỳnh Như, đều rất hào hứng và sẵn lòng thi đấu hết mình trong trận đấu này. Ngoài yếu tố thi đấu, tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ từ người hâm mộ cũng đóng vai trò quan trọng. Các cổ động viên nước hò reo cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand và trên khắp Việt Nam, đồng lòng chúc các cô gái thành công và giành được những kết quả tốt đẹp nhất. Với tinh thần chiến đấu không nao núng, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ cống hiến hết mình để ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam và chinh phục trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới. Hy vọng rằng trận đấu đầy kịch tính giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ mang đến những cảm xúc sôi động cho người hâm mộ và là cơ hội để các cầu thủ nữ nước nhà khẳng định tài năng và khả năng cạnh tranh trên sân chơi quốc tế. Vì một bóng đá nữ Việt Nam ngày càng phát triển và góp phần vào sự thịnh vượng của bóng đá nữ thế giới.